Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 13 tháng 5 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, hãy đảo ngược dòng chảy mùa đông dân số. Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến cuộc gặp gỡ về mùa đông dân số do Diễn đàn các Hiệp hội Gia đình ở Ý tổ chức trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2022 với chủ đề Có thể thực hiện. Ngài mời gọi mọi thành phần xã hội cùng nhau làm việc để đảo ngược dòng chảy mùa đông dân số. Đây là lần thứ hai Diễn đàn các Hiệp hội Gia đình ở Ý tổ chức cuộc gặp gỡ này. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đến tham dự trực tiếp, còn năm nay, Ngài hiện diện bằng cách gửi lời chào đến các tham dự viên. Đức Thánh Cha cho biết, mặc dù không tham dự trực tiếp, nhưng Ngài sẽ theo dõi cách cẩn thận các hoạt động của sự kiện. Vì chủ đề tỷ lệ sinh là một sự cấp bách thực sự cho xã hội. Một xã hội ngày càng ít trẻ em là một xã hội ngày càng nghèo đi cho tất cả mọi người. Ngài nhận xét rằng, ngày nay, có nhiều người chỉ quan tâm đến các điều tầm thường như kinh doanh, xe hơi, du lịch. Vẻ đẹp của một gia đình đông con có nguy cơ trở thành một điều không tưởng, một ước mơ khó thực hiện. Đức Thánh Cha khẳng định, đây là một cái nghèo mới làm cho tôi lo sợ, cái nghèo chung của những người không còn ước muốn hạnh phúc trong tâm hồn, những người cam chịu hạ thấp những khát vọng lớn, của những người hài lòng với những điều nhỏ nhoi và ngừng hy vọng lớn. Đúng vậy, đó là một cái nghèo bi thảm vì nó ảnh hưởng đến con người trong sự giàu có nhất, truyền cho thế giới sự sống để chăm sóc, trao cho người khác tình yêu đã nhận được. Nói tóm lại, đó là sự đầu hàng. Từ điểm này, Đức Thánh Cha nói, Ngài thích tiêu đề của cuộc gặp gỡ, có thể làm được, vì đó là khẩu hiệu của những người không chấp nhận bỏ cuộc. Có thể làm được, có nghĩa là không chấp nhận một cách thụ động những gì không thể thay đổi. Mọi thứ có thể thay đổi, nếu chúng ta không lo sợ, cùng nhau vượt qua những lợi ích đảng phái, những rào cản ý thức hệ. Đức Thánh Cha hy vọng, qua cuộc gặp gỡ này, các cấp thể chế, truyền thông, văn hóa, kinh tế và xã hội ủng hộ các chính sách cụ thể cho mục tiêu tăng tỷ lệ sinh. Theo Ngài, và làm sao để chủ đề này giúp mọi thành phần xã hội hiệp nhất chứ không chia rẽ. Các công ty, ngân hàng, hiệp hội, chính trị gia, tất cả cùng nhau suy nghĩ về cách bắt đầu lại cho niềm hy vọng vào cuộc sống. Đức Thánh Cha kết luận, đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời thực sự cho các gia đình và những người trẻ, hy vọng không thể và không được chết vì chờ đợi. Tôi xin Chúa chúc lành cho những dấn thân của anh chị em. Tôi gần gũi và ủng hộ anh chị em, để cùng nhau chúng ta có thể đảo ngược dòng chảy của mùa đông dân số này. Đức Thánh Cha tiếp nhiếp ảnh gia Nick Wood và bà Kim Cúc, em bé trong bức ảnh em bé Napalm. Vatican. Tại buổi tiết kiến chung thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha đã gặp bà Phan Thị Kim Phúc, người trong ảnh cách đây gần 50 năm khi đang chạy trốn khỏi vụ tấn công bom Napalm ở Việt Nam, và nhiếp ảnh gia Nick Kurt, người đã nhận giải Pulitzer vào năm 1972 với bức ảnh mang tên biểu tượng về chiến tranh Việt Nam, em bé Napalm. Bà Kim Phúc và ông Nick Wood biết rõ về chiến tranh Việt Nam và ghi nhớ đặc biệt ngày 8 tháng 6 năm 1972, ngày trảng bàng Tây Ninh bị bom napalm dội xuống. Nhiếp ảnh gia Nick, năm nay 71 tuổi, nhớ lại, sáng hôm đó, trận mưa bom đổ xuống làng, mọi người bỏ chạy hết. Tôi thấy một quả bom nổ trong một ngôi chùa, tôi nghĩ chắc không có ai ở trong. Tuy nhiên, qua làn khói, tôi thoáng thấy bà của Kim Phúc đang ôm trên tay một em bé. Em bé đã chết trên tay bà, và ngay sau đó, tôi thấy Kim Phúc hét lên, xin cứu. Sau khi bấm nút ảnh, tôi nghĩ mình phải hành động. Tôi lấy nước tạt vào người em. Tôi đã đưa nhiều em bé lên xe và mang đến bệnh viện. Trở lại văn phòng ở Sài Gòn, nhiếp ảnh gia Nick đã cho công bố bức ảnh, và ngay lập tức bức ảnh trở thành ảnh đại diện cho sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam. Với bức ảnh này, nhiếp ảnh gia Nick Wood nhận giải Pulitzer năm 1972. Bà Kim Phúc năm nay 59 tuổi nói, sau nửa thế kỷ, là người sống sót, tôi muốn nói rằng chúng ta không muốn chiến tranh nhưng muốn hòa bình, vì thế giới này cần hòa bình. Và với chính cam kết hòa bình này, cả hai đang làm việc cho bộ phim tài liệu Em bé Napalm. Bà chia sẻ về ảnh hưởng của bức ảnh đối với cuộc sống của bà. Bức ảnh tiếp tục làm cho tôi nhớ mình đã mất tuổi thơ. Tuy nhiên,
Chỉ với thời gian tôi mới nhận ra được giá trị của nó. Lúc đầu tôi ghét bức ảnh này vì trong đó tôi thấy mình bị sỉ nhục, một bé gái trần truồng bị phơi bày trước thế giới đang khóc đầy tuyệt vọng. Tôi cũng đã được giúp đỡ và chăm sóc với 14 tháng ở bệnh viện và 17 lần phẫu thuật, không phải trả khoản nào. Gần nửa thế kỷ sau, bà Kim Phúc và ông Nick cùng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô để gặp Đức Thánh Cha Francisco, một lần nữa tuyên bố rằng chiến tranh là sự điên rồ. Đó là lý do tại sao họ đã tặng Đức Thánh Cha một bản sao của bức ảnh gần 50 năm với chữ ký của cả hai, với tuyên bố không chiến tranh. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại khi Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân bị bắt ở Hồng Kông. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân đã bị lực lượng cảnh sát giám sát an ninh quốc gia giam giữ tại Hồng Kông hôm thứ Tư và bị buộc tội thông đồng với các thế lực nước ngoài liên quan đến vai trò quản lý của Quỹ Cứu Trợ Nhân Đạo 612. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh đang theo sát diễn biến tình hình. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, 90 tuổi, giám mục của giáo phận Hồng Kông từ năm 2002 đến năm 2009, được cho là đã được tại ngoại theo các báo cáo lan truyền trên mạng xã hội bởi các nhà báo địa phương, với các bức ảnh của Đức Hồng Y bên ngoài đồn cảnh sát ở Wan Chai. Khi rời đồn cảnh sát vào khoảng 11 giờ đêm theo giờ Hồng Kông, Đức Hồng Y được cho là đã lập tức lên xe ô tô và không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Đức Hồng Y đã bị bắt giữ vào tối thứ Tư bởi Bộ phận Cảnh sát Giám sát An ninh Quốc gia Hồng Kông. Đức Hồng Y bị buộc tội thông đồng với các thế lực nước ngoài liên quan đến vai trò quản lý của Quỹ Cứu Trợ Nhân Đạo 612, một quỹ hỗ trợ những người biểu tình ủng hộ dân chủ, chi trả các chi phí pháp lý và y tế mà họ phải đối mặt. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo vào chiều thứ Năm, Tòa Thánh đã biết được tin tức về vụ bắt giữ Đức Hồng Y và đang theo dõi diễn biến của tình hình với sự chú ý cao độ. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân là một trong những người được ủy thác của tổ chức, vốn được thành lập vào năm 2019 và giải thể vào tháng 10 năm ngoái. Ngoài Đức Hồng Y, nhà chức trách cũng bắt giữ những người vận động khác của quỹ, bao gồm luật sư nổi tiếng Margaret, một cựu nghị sĩ đối lập, nhà học thuật Huy Pokyung và ca nhạc sĩ Dennis Ho. Việc bắt giữ họ đã được xác nhận bởi các nguồn luật pháp Hồng Kông. Truyền thông địa phương đưa tin về vụ bắt giữ và nói rằng cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật tập trung vào cáo buộc thông đồng của Quỹ 612 với các thế lực nước ngoài vi phạm luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt vào tháng 6 năm 2020. Cáo buộc chống lại những người bị bắt thuộc một trong bốn tội danh theo đạo luật an ninh quốc gia của thành phố được thiết kế để dập tắt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Luật mới này đã bị quốc tế lên án. Các tội danh khác được liệt kê trong luật này còn gồm lật đổ, ly khai, khủng bố, có thể bị án tù chung thân. Trong những tháng gần đây, một số hãng truyền thông chính thống ở Hồng Kông đã cáo buộc Đức Hồng Y kích động sinh viên vào năm 2019, nổi dậy chống lại một loạt các biện pháp của chính phủ. Trong quá khứ, Đức Hồng Y cũng đã chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc với cáo buộc đàn áp các cộng đồng tôn giáo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ cho việc mở lại chủng viện bị tàn phá ở Kyiv. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thông báo sẽ giúp xây dựng lại chủng viện thanh tâm ở Vozel, Kiev, nơi đã bị quân đội Nga tàn phá trong những ngày đầu của cuộc chiến. Vào ngày 25 tháng 2, hơn 20 thầy đang trong tiến trình huấn luyện đã bị buộc phải chạy trốn khỏi chủng viện thanh tâm, cách Kiev 30 km về phía đông, sau khi quân đội Liên bang Nga chiếm giữ sân bay quốc tế của thủ đô và tiến đến Vozel. Sau khi chủng viện bị thiệt hại do hai đợt pháo kích bằng súng cối, những binh lính tiến vào các tòa nhà và lấy đi bất cứ thứ gì có thể. Họ thậm chí còn lấy một chánh thánh do Thánh giáo hoàng John Paul II tặng khi ngài đến thăm Ukraine vào năm 2001. Xuyên suốt cuộc chiến này, có những câu chuyện đầy đau khổ, nhưng cũng có những tia sáng và hy vọng. Đối với chủng viện ở Vozel, hy vọng này đang được hỗ trợ bởi tổ chức bác ái của giáo hoàng. Tổ chức này đã hứa sẽ trang trải chi phí thay thế đồ đạc và thiết bị đã bị đánh cắp, bên cạnh việc xây dựng lại. Sự kết nối này có nghĩa là chủng viện có thể mở cửa trở lại vào tháng 9. Nhớ lại cảnh tượng bị tàn phá, cha Ruslan Mukakiv, giám đốc chủng viện, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng các tòa nhà bị bỏ lại trong tình trạng tồi tệ. Cha nói họ lấy mọi thứ có thể, dụng cụ nhà bếp, máy giặt, máy tính và điều hòa nhiệt độ. Phòng của các chúng sinh bị lục soát và họ lấy các đồ phụng vụ. Quân đội Nga đã chiếm đóng Bucha, nơi họ được cho là đã giết hàng trăm thường dân. Khi họ đến gần Vozel, các chủng sinh và nhân viên trong chủng viện đã phải chạy trốn,
cùng với 5 trẻ em từ trại trẻ mồ côi gần đó và 2 nữ tu đang chăm sóc các trẻ. Jamika Kiev đã trở lại vào tháng trước sau khi các lực lượng Nga bị đánh lùi khỏi khu vực xung quanh thủ đô Ukraine. Cha nói, chúng tôi sẽ rất biết ơn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nếu các chúng sinh của chúng tôi có thể quay trở lại vào tháng 9. Người đứng đầu tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phụ trách các dự án tại Ukraine, cô Magda Markmarek, nhấn mạnh rằng việc giúp giáo hội phục hồi sẽ là một phần trong công việc liên tục của tổ chức bác ái tại quốc gia này. Cô nói, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã hỗ trợ hết mình cho giáo hội địa phương, cả nghi lễ Latin lẫn công giáo Hy Lạp. Trước tiên là sự hỗ trợ khẩn cấp ở các vùng chiến sự và những người tị nạn ở phía Tây của đất nước. Hơn nữa, trong giai đoạn 2, chúng tôi đã giúp đỡ các giáo xứ và tu viện ở Ukraine mở cửa đón người tị nạn, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho họ. Trong giai đoạn thứ 3 và trong khả năng của mình, chúng tôi muốn giúp sửa chữa những thiệt hại. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viện trợ khẩn cấp hơn 2 triệu bảng Anh để giúp giáo hội hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Việc viện trợ được công bố vào tuần trước, bao gồm cung cấp thực phẩm và nơi ở cho hơn 200 phụ nữ và trẻ em phải di tản hiện đang được chăm sóc bởi Tổng giáo phận Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine. Giáo hội Hàn Quốc cử hành 400 năm thiết lập bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Seoul, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã đánh dấu cử hành 400 năm thiết lập bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc và 100 năm ngày thành lập chi nhánh địa phương của Tổ chức Truyền giáo Giáo hoàng, trực thuộc các hội giáo hoàng truyền giáo bằng một thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Myeongdong của Tổng giáo phận Seoul. Đức cha Matthias Lee Yong-hun, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Andrew Yeom Yoo-sung, nguyên Tổng giám mục Seoul và một số giám mục trước sự hiện diện của một số tín hữu. Trong thánh lễ, Đức cha Lee cảm ơn Giáo hội Hoàn Vũ và Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc về sự hỗ trợ quảng đại đã giúp Giáo hội Hàn Quốc phát triển và lớn mạnh. Ngài nhắc đến nữ giáo dân Công giáo người Pháp đứng đăng kính Pauline Marie Jaricot đã mở đường cho sự hình thành và mở rộng các hoạt động truyền giáo của giáo hội trên toàn cầu. Đức cha nói, khoảng 200 năm trước, một cuộc quy tụ nhỏ do Pauline Marie Jaricot chủ trì đã phát triển thành một tổ chức truyền giáo toàn cầu. Giáo hội Hàn Quốc đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ thông qua Giáo hội Hoàn Vũ và giúp giáo hội trở nên giống như một cái cây lớn. Giờ đây, Giáo hội Hàn Quốc đang hỗ trợ cho các giáo hội trên khắp thế giới. Đức cha Lee cho biết, chi nhánh Hàn Quốc của các hội giáo hoàng truyền giáo có 8.000 thành viên và bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người tham gia các hoạt động truyền giáo của tổ chức này. Ngài nói thêm, tôi muốn nhấn mạnh vai trò của hội nhi đồng giáo hoàng truyền giáo là rất quan trọng vì có thể giúp giáo hội trở nên sống động hơn bằng cách nỗ lực hình thành và duy trì đức tin cho các thiếu nhi. Theo Đức Hồng Y Jeom, như giáo hội Hàn Quốc, các giáo hội khác có thể trở thành giáo hội truyền giáo bằng cách mở rộng sự hỗ trợ cho các nhà truyền giáo làm việc ở nơi xa xôi trên thế giới. Bởi vì loan báo tin mừng không nhất thiết phải đi xa. Truyền giáo là mở rộng sự ấm áp và tình thương bằng nhiều cách khác nhau đến bất cứ nơi nào đang cần sự giúp đỡ. Ngài giải thích, việc truyền bá văn hóa đức tin bằng cách giúp đỡ các giáo sĩ địa phương là điều rất quan trọng và hiệu quả. Chúng ta cũng có thể hợp nhất với Giáo hội Hoàn Vũ bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ những nhà truyền giáo ở những vùng xa xôi. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco cho Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 2. Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Ba 10 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco cho Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 2 sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 7 sắp tới. Sứ điệp có tựa đề Trong tuổi già vẫn sinh hoa kết quả, được trích từ Thánh Vịnh 92. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của sứ điệp. Các bậc ông bà thân mến, lời của Thánh Vịnh 92 Trong tuổi già vẫn sinh hoa kết quả là một tin vui, một tin mừng thực sự mà chúng ta có thể công bố cho thế giới nhân Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai. Tin mừng này đi ngược lại với điều mà thế giới nghĩ về giai đoạn này của đời người, và nó cũng ngược lại với thái độ cam chịu của một số người già trong chúng ta. Họ sống với hy vọng nhỏ nhoi và không còn mong đợi gì ở tương lai. Nhiều người sợ tuổi già,
Họ coi đó là một thứ bệnh mà tốt nhất là nên tránh mọi tiếp xúc. Họ nghĩ rằng người già không phải là mối quan tâm của họ và người già nên ở xa bao nhiêu có thể. Người già nên ở chung một nơi, trong một cơ sở mà họ có thể được chăm sóc và chúng ta đỡ phải gánh lấy các vấn đề của họ. Đây là não trạng của nền văn hóa vứt bỏ, là não trạng vốn khiến chúng ta nghĩ rằng cách nào đó chúng ta khác với những người nghèo và người dễ bị tổn thương bởi những yếu đuối của họ. Và chúng ta có thể mường tượng ra những con đường cách biệt với họ. Nhưng trong thực tế, như Kinh Thánh dạy, sống lâu là một phúc lành và những người già không phải là những người bị ruồng bỏ để xa lánh mà là dấu chỉ sống động về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đấng ban sự sống dồi dào. Phúc cho ngôi nhà nào bảo vệ một người cao niên, phúc cho gia đình nào hiếu kính với ông bà. Thật ra, tuổi già không phải là độ tuổi dễ hiểu, ngay cả với những người trong chúng ta, những người đã và đang trải nghiệm nó. Mặc dù tuổi già đến sau một hành trình dài, nhưng không ai chuẩn bị cho chúng ta đối diện với nó, và đôi khi nó dường như khiến chúng ta ngạc nhiên. Những xã hội phát triển nhất tiêu tốn nhiều tiền cho độ tuổi này, nhưng không giúp mọi người hiểu và đánh giá về nó. Họ cung cấp các dịch vụ chăm sóc, nhưng không có những dự án sống để giúp họ sống tròn đầy. Vì vậy, rất khó để nhìn về tương lai và phân định một hướng đi. Một mặt chúng ta bị cám dỗ xua đuổi tuổi già bằng cách che giấu các nếp nhăn và giả bộ luôn trẻ trung. Mặt khác, dường như chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc sống trong tình trạng vỡ mộng, cam chịu vì không còn chỗ sinh hoa trái. Việc về hưu và con cái tự lập đã làm suy giảm những động lực vốn từng khiến chúng ta tiêu tốn rất nhiều sinh lực. Ý thức rằng những năng lực đang bị suy giảm hoặc sự bùng phát của một căn bệnh có thể làm suy yếu sự chắc chắn của chúng ta. Thế giới phát triển với tốc độ nhanh chóng và chúng ta phải vất vả để theo kịp. Dường như khiến chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngầm chấp nhận ý tưởng rằng chúng ta vô dụng. Như thế, chúng ta hãy làm vang lên lời cầu xin của Thánh Vịnh. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi con khi sức lực suy tàn lụi. Tuy nhiên, cùng với một bài Thánh Vịnh đó, suy niệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của cuộc đời, mời gọi chúng ta tiếp tục hy vọng, cùng với tuổi già và mái tóc bạc trắng, Người sẽ còn tiếp tục ban thêm sự sống cho chúng ta và không để chúng ta bị sự giữ lấn át. Tin cậy nơi Người, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để gia tăng lời khen ngợi, và chúng ta sẽ khám phá ra rằng sự già đi không chỉ là sự suy thoái tự nhiên của cơ thể hoặc dòng chảy thời gian không thể tránh khỏi, mà nó là một món quà cuộc sống lâu dài. Già đi không phải là một sự kết án, mà là một phúc lành. Chính vì điều này, chúng ta phải canh chừng chính mình và học cách chăm sóc một tuổi già năng động cả về khía cạnh thiêng liêng, trau dồi đời sống nội tâm của chúng ta qua việc chăm chỉ đọc lời Chúa, cầu nguyện hàng ngày, thường xuyên lãnh nhận các bí tích và tham dự phụng vụ. Và cùng với tương quan với Thiên Chúa là tương quan với những người khác, trước hết là gia đình, con cái, cháu chắt, những người mà chúng ta trao ban trọn tình thương mến của chúng ta, cũng như những người nghèo và đau khổ, những người chúng ta có thể trở nên người thân cận của họ với sự giúp đỡ cụ thể và lời cầu nguyện. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta không cảm thấy mình chỉ là khán giả trong rạp hát của thế giới, không giam mình trong ban công, nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Thay vào đó, chúng ta hãy học cách nhạy bén các giác quan để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ như cây ô liu xanh tươi trong nhà Chúa. Chúng ta có thể trở thành một phúc lành cho những người sống bên cạnh chúng ta. Tuổi già không phải là thời gian vô ích để hạ mái chèo con thuyền sang một bên, nhưng là mùa vẫn còn trổ sinh hoa trái. Có một sứ mệnh mới đang chờ đợi chúng ta và mời gọi chúng ta hướng ánh nhìn về tương lai. Khả năng cảm nhận đặc biệt của tuổi già về sự quan tâm, suy nghĩ và tình cảm đều làm chúng ta nhân bản hơn, một lần nữa trở thành ơn gọi của nhiều người. Và nó sẽ là một lựa chọn tình yêu của những người cao tuổi đối với những thế hệ mới. Đó là sự đóng góp của chúng ta vào cuộc cách mạng của sự dịu dàng, một cuộc cách mạng tinh thần, bất bạo động. Trong cuộc cách mạng này, tôi mời gọi các ông bà và người cao tuổi hãy là những nhân vật chính. Thế giới đang trải qua một thời điểm của thử thách khắc nghiệt
bắt đầu từ cơn bão bất ngờ và dữ dội của đại dịch, sau đó là một cuộc chiến tranh gây tổn hại đến hòa bình và sự phát triển trên bình diện thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà chiến tranh quay trở lại châu Âu vào thời điểm mà những người của thế hệ đã từng nếm trải chiến tranh trong thế kỷ trước đang dần biến mất. Và những cuộc khủng hoảng lớn này có nguy cơ khiến chúng ta dửng dưng với thực tế là có những bệnh dịch khác và những hình thức bạo lực lây lan khác đang đe dọa gia đình nhân loại và ngôi nhà chung của chúng ta. Đối diện với tất cả những điều này, chúng ta cần một sự thay đổi sâu sắc, một sự hoán cải, loại bỏ bạo lực khỏi con tim, cho phép mỗi người nhận ra nơi người khác là người anh em. Và chúng ta, những người ông, người bà và những người cao niên, chúng ta có một trách nhiệm cao cả. Dạy cho những người nam, người nữ của thời đại chúng ta nhìn những người khác bằng cái nhìn thấu hiểu và dịu dàng, giống như chúng ta dành cho cháu chắt của mình. Chúng ta đã tôi luyện tính nhân văn của mình trong việc chăm sóc người khác, và hôm nay chúng ta có thể trở thành những người thầy về lối sống hòa bình và quan tâm đến những người yếu đuối nhất. Thái độ này có thể bị nhầm lẫn với sự nhu nhược hoặc cam chịu, nhưng chính những người hiền lành, không gây chiến và không trục lợi sẽ thừa kế đất hứa. Một trong những hoa trái mà chúng ta được kêu gọi để trổ sinh đó là bảo vệ thế giới. Tất cả chúng ta đã được bế trên đầu gối của ông bà, những người đã ôm chúng ta vào vòng tay của họ. Nhưng hôm nay là lúc chúng ta phải mang trên gối của chúng ta bằng sự giúp đỡ cụ thể hoặc chỉ bằng lời cầu nguyện, không chỉ cháu của chúng ta, mà còn cả những cháu đang hoảng sợ mà chúng ta chưa biết đến và những người có thể đang chạy trốn chiến tranh hoặc gánh chịu hậu quả của nó. Chúng ta hãy mang trong trái tim mình, như Thánh Giuse, một người cha dịu dàng và quan tâm đã làm, những người nhỏ bé nhất của Ukraine, Afghanistan, Nam Sudan. Nhiều người trong chúng ta đã nhận ra một cách khôn ngoan và khiêm tốn về điều mà thế giới của chúng ta đang rất cần. Chúng ta không thể tự cứu một mình. Hạnh phúc là tấm bánh mà chúng ta cùng nhau bẻ ra. Chúng ta hãy làm chứng về điều này trước những người lầm tưởng rằng họ có thể tìm thấy sự thỏa mãn cá nhân và thành công trong sự xung đột. Tất cả mọi người, ngay cả những người yếu nhất trong chúng ta, đều có thể làm được điều này. Việc chúng ta để mình được chăm sóc, thường là bởi những người đến từ các quốc gia khác, là một cách thức để nói rằng chung sống trong hòa bình không chỉ là điều có thể mà còn là điều cần thiết. Quý ông bà và những người cao tuổi thân mến, chúng ta được kêu gọi trở thành những nghệ nhân của cuộc cách mạng về sự dịu dàng trong thế giới của chúng ta. Chúng ta hãy làm điều này qua việc học cách sử dụng thường xuyên và thuần thục hơn các loại nhạc cụ quý giá nhất mà chúng ta có. Và nhạc cụ thích hợp nhất cho độ tuổi của chúng ta, đó là cầu nguyện. Chúng ta cũng hãy trở thành những thi sĩ cầu nguyện. Chúng ta hãy thường nếm tìm kiếm những lời của chúng ta. Hãy thâu nhận lại những điều mà lời Chúa dạy chúng ta. Lời cầu xin đầy tín thác của chúng ta có thể làm được rất nhiều điều. Nó có thể đồng hành với tiếng kêu thống khổ của những người đau khổ và có thể làm biến đổi trái tim. Chúng ta có thể là bản hợp xướng thường trực của một đền thánh thiêng liêng vĩ đại, nơi những lời cầu nguyện khẩn nài và những bài thánh thi nâng đỡ cộng đoàn vốn đang làm việc và vật lộn với cuộc sống. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi là một cơ hội để một lần nữa, với niềm vui, giáo hội mừng lễ cùng với những người mà Chúa, như Kinh Thánh nói, đã lấp đầy những tháng ngày. Chúng ta hãy cùng nhau mừng lễ. Tôi mời anh chị em hãy làm cho ngày này được biết đến trong các giáo xứ và cộng đoàn của anh chị em để đến với những người cao tuổi cảm thấy cô đơn nhất, nơi tư gia hoặc trong khu dân cư nơi họ sống như những người khách. Chúng ta hãy làm sao để không ai sống ngày này trong sự cô đơn. Việc có ai đó để chờ đợi có thể thay đổi định hướng ngày sống của những người không còn mong đợi bất cứ điều gì tốt đẹp từ tương lai. Và từ lần gặp gỡ đầu tiên, có thể nảy nở một tình bạn mới. Thăm viếng những người già neo đơn là một việc làm của lòng thương xót trong thời đại chúng ta. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ, Mẹ của sự dịu dàng, làm cho tất cả chúng ta trở thành nghệ nhân của cuộc cách mạng về sự dịu dàng, để cùng nhau giải thoát thế giới khỏi bóng đêm của sự cô đơn và khỏi quỷ dữ của chiến tranh. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em
và những người thân yêu của anh chị em, cùng với sự bảo đảm về sự gần gũi trìu mến của tôi. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 3 tháng 5 năm 2022, lễ các thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Francisco. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Cầu nguyện cho người trẻ. Người ta thường nói, việc gì khó, có người trẻ lo. Vì người trẻ có sức khỏe, có nhiệt huyết, có cả sự liều lĩnh, táo bạo. Là người trẻ, chúng con sẵn sàng lao vào một công việc, sứ vụ, bất chấp thời gian, công sức đêm ngày, miễn là chúng con được gợi hứng bởi những công việc ấy. Đã có bao đêm khuya, chúng con cặm cụi trước máy tính, những cuộc điện thoại liên hồi, chỉ để làm xong công việc ấy vào sớm mai. Mà công việc ấy nào phải của riêng một hai người, nhưng là lo cho cả nhóm về những hoạt động công tác xã hội sắp tới trên một bản làng hay vùng đất xa xôi ít người biết. Là người trẻ, đôi khi ngẫu hứng lên, chúng con, một đám bạn thân thiết, chiều tối hẹn nhau ở những quán trà đá vỉa hè, những cà phê công viên, những đại lộ vắng xe lộng gió, để hàn huyên những chuyện đâu đâu, múa may những điệu ngâu ngâu, rồi những mơ tưởng, hoài bão, và cả những tràng cười vô tận. Cũng đôi lần bỗng nổi hứng, chúng con chạy xe trong đêm chỉ tới một bờ biển, nhìn ngắm bình minh, nghe sóng biển đang xô bờ, nghêu ngao sóng của Xuân Quỳnh, hay nhìn dân chài gom cá sau đêm khơi. Liền sau những khoảnh khắc ấy, chúng con quay xe về lại thành phố, nơi người người đang tấp nập, chen nhau từng centimet lề đường. Người ta có thể thấy nhóm trẻ này hâm hâm khi phá sức nuôi đêm như thế. Nhưng tuổi trẻ mà, chúng con thấy mình có cả một sản nghiệp thời gian và bao la sức khỏe. Là người trẻ, chúng con có những mộng tưởng này, hoài bão kia. Đôi khi ngồi một mình và thả hồn bay về những ngày của mai sau. Mong mình lớn thật nhanh, bước ra khỏi cổng trường thiệt mau, để vào đời đỡ đần mẹ cha và các em. Để ngẩng mặt lên trời, mỉm cười và khẽ nói, tôi đã trưởng thành rồi đây. Tôi đã đủ lông đủ cánh để bay giữa biển rộng mây trời. Tôi sẽ tự quyết định về cuộc đời mình. Cũng có đôi khi, lý do vào đời đơn giản chỉ là thấy những anh chị đi làm trông ngầu ngầu và oách lắm. Là người trẻ, chúng con cảm nắng một ai đó, để rồi những sớm tối đêm ngày bất kể, sẵn sàng vác xi đi trồng trước cửa nhà người ta, ngại ngùng cho họ thấy tình cảm của mình, dù là bẽn lẽn hay tỏ tường. Rồi hồi hộp, mòn mỏi đợi chờ những tiếng tinh tinh, bất kể đêm khuya hay rạng sáng, nghe ngóng tâm trạng của người ta và mơ mộng về ngày chung đôi, ngày giao ước. Tình yêu đã có lúc trở thành lẽ sống, trở thành sức mạnh để chăm chỉ cần cù, vươn về phía trước với đôi mắt mở to và nụ cười rạng rỡ, để dệt những yêu thương và có cả những khi tình yêu ấy trở nên u buồn và loáng choáng như muốn chôn cùng tuổi trẻ. Là người trẻ, chúng con còn bao điều vùng vẫy, bao điều bấp bênh và cả bao điều quên lãng. Giữa tất cả mọi sự, chúng con thấy mình như một con thuyền nhỏ đang gắn trên mình một cánh buồm lớn giữa đại dương mênh mông. Chúng con có thể giăng buồm xuôi gió để vươn thật nhanh tới vùng trời nào đó, có thể hạ buồm hờ hững giữa biển khơi, có thể đi nhiều nơi nhưng chẳng biết mình thực sự đi đâu và mong muốn gì hơn cả. Để rồi có lúc xuôi theo lấp lánh của bình minh, có lúc háo hức với chiều hoàng hôn, có lúc xúm vào những ồn ào náo nhiệt, có lúc hờ hững hư không. Trên con thuyền ấy, dường như đang thiếu một mỏ neo để có thể dừng thuyền lại giữa dòng chảy và gió trời,
một mỏ neo dừng thuyền để nhìn, ngẫm và nhận ra gió mạnh hay mềm, gió sẽ thổi thuyền về đâu, là xuôi hay ngược với đời mình, để quan sát những gì xung quanh và để biết, để giữ mình giữa dòng chảy ngược xuôi. Không chỉ thế, con thuyền tuổi trẻ ấy còn thiếu một ngọn hải đăng dẫn đường để chúng con biết chúng con thực sự thuộc về đâu, cần đi tới đâu để về đó. Và nếu có sai lạc, còn biết ánh sáng nào là thật giữa nhiều lấp lánh chói chắt để còn trở về. Con thuyền ấy cần một ánh sáng để dẫn đường, để chỉ lối giữa đêm tối, giữa mênh mông lạc lõng và giữa những rối bời khuya khoắt. Chúng con cần một điểm tựa. Lạy Chúa, với tuổi trẻ, chúng con có nhiều thứ mà bao người mong ước, nhìn vào và hy vọng. Nhưng chúng con cũng thiếu những điều vốn thiếu ở tuổi trẻ, thiếu những điểm dừng để nhìn lại đời mình, thiếu điểm tựa cho những mông lung giữa đời. Và trên tất cả, có khi chúng con chẳng biết đâu là ý nghĩa và mục đích đời mình. Xin hãy đến và đưa chúng con lại gần ngọn hải đăng là Chúa, để nâng đỡ, lắng nghe, hướng dẫn và chỉ lối cho những nồng nhiệt và ngây dại nơi người trẻ chúng con. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.